For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Bên trong nơi sản xuất nồi chiên không dầu Made in Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ những hạt nhựa và kim loại thô, nhà máy SunHow có thể sản xuất 50.000 sản phẩm nồi chiên không dầu mỗi tháng, đạt chuẩn xuất khẩu Mỹ. Là thương hiệu gia dụng nổi tiếng tại Việt Nam, SunHow khẳng định vị thế với loạt sản phẩm như nồi cơm điện, máy lọc nước, nồi chảo chống dính, với định hướng mang tới sản phẩm tốt nhất, giá thành phù hợp nhất cho người tiêu dùng. SunHow đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất để có thể chủ động quản trị từ đầu vào đến đầu ra. Năm 2021, đơn vị trình làng sản phẩm nồi chiên không dầu được sản xuất trên hệ thống dây chuyền sản xuất đồng bộ đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường Mỹ. Dây chuyền sản xuất nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu SunHow nhận được sự hậu thuẫn hùng hậu từ hệ thống nhà máy sản xuất phụ trợ sẵn có như nhà máy nhựa, nhà máy cơ khí, dây chuyền sơn tự động của công ty mẹ. Chia sẻ về các công đoạn sản xuất, anh Phạm Văn Thiển, tổ trưởng tại nhà máy cho biết, vỏ nồi chiên không dầu được tạo ra từ hạt nhựa thô qua sự phù phép của 60 cụm máy ép nhựa nhập khẩu. Quá trình ép nhựa, từng chi tiết từ nhiệt độ, độ ẩm không khí được máy nét tính toán kiểm tra chất lượng, mọi công đoạn đều do máy móc thực hiện, con người chỉ góp phần giám sát hoạt động nên tiêu chuẩn sản phẩm nồi chiên không dầu được đồng bộ. Bên cạnh nhà máy nhựa là loạt dây chuyền cơ khí, máy ép thủy lực, máy dập trục khuỷu để tạo nên các chi tiết kim loại của nồi chiên không dầu như vỉ chiên, khay chiên. Sau khi cắt, phôi sẽ được ép định hình chuyển tới máy chặt vành, đột lỗ, sản phẩm được đưa vào dây chuyền tẩy rửa làm sạch trước khi tới bước sơn chống dính tự động và bán tự động. Sau bước sơn chống dính, từng bộ phận sẽ được đưa vào dây chuyền lắp ráp hoàn chỉnh. Mỗi tháng, dây chuyền có thể sản xuất tối đa 50.000 sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu thị trường Mỹ. Dây chuyền nồi chiên không dầu xuất khẩu sang Mỹ triển khai từ năm 2021. Các công đoạn này được đầu tư trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 nhằm nắm bắt các đơn hàng dịch chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam để mở rộng năng lực sản xuất. Đây cũng là cơ hội để SunHow tiếp cận những yêu cầu cao của thị trường khó tính như Mỹ với loạt chứng chỉ nghiêm ngặt như UL-FDA, ROS-HS. Ban đầu, nhà máy chỉ sản xuất nồi chiên không dầu xuất khẩu đi Mỹ nhưng đã mở rộng năng lực cũng như thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. Sau bước nghiên cứu tính tiện lợi và sự phù hợp với nhu cầu người Việt, SunHow đặt mục tiêu là biến nồi chiên không dầu thành một sản phẩm thiết yếu phổ biến trong căn bếp Việt. Ở công đoạn kiểm tra chất lượng, ngoài sản phẩm mẫu, mỗi lô hàng đều được giám sát viên chọn mẫu bất kỳ để kiểm tra chất lượng trước khi đưa sản phẩm tới tay người sử dụng. Trước đó, SunHow đã đầu tư 5 triệu đô la Mỹ cho giai đoạn 1 của dây chuyền sản xuất nồi chiên không dầu. SunHow hiện xuất khẩu hơn 350.000 sản phẩm mỗi năm để xuất sang Mỹ. Trong nước, nồi chiên không dầu SunHow cũng được phân phối tại hơn 60.000 điểm bán và được bà nội trợ tin dùng. SunHow đã và đang khẳng định vị thế với hàng loạt sản phẩm vượt trội. Với sản phẩm nồi chiên không dầu xuất khẩu sang Mỹ, một trong những thị trường khó tính nhất thế giới, cùng trên hệ thống dây chuyền sản xuất đồng bộ đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường, hai mã sản phẩm nồi chiên không dầu 9 lít SunHow SHD4036 và SHD4089. Đây cũng là cơ hội để SunHow tiệm cận những yêu cầu cao với các chứng chỉ nghiêm ngặt trên thế giới. Từ những hạt nhựa, tấm kim loại thô bằng bàn tay khối óc của người Việt, nồi chiên không dầu Made in Việt Nam trở thành sản phẩm thiết yếu trong căn bếp Việt và đủ cả tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ. Với những điều này thì SunHow xứng đáng là thương hiệu gia dụng nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin này đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất liên tục được chúng tôi cập nhật cả tình hình trong nước và thế giới, quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.